dẫn bò về. Gì nó kêu bằng ý e 04 vậy đó. Có xe hơi chạy vô đây nữa trời. Cái đường nhỏ xíu mà cũng ráng chạy vô nữa. Cái xoài nó bông quá trời bông luôn. Xoài này hình như là xoài keo quá. Nó cái này là cục đá đầu voi nè. Nhìn đây như con voi nó ở trong núi nó chui ra. Ở trên này cũng có đất gì, ở trên này cũng có chủ hết á. Ở phía sau này nhớ có cái nhà ở chỗ này. Chỗ này có ai có cái nhà ở trên đó. À cái này cắt lâu rồi. Không phải xoài keo không? Hay là xoài thanh ca không biết. Đây này cũng 3-40 năm. Từ từ người ta bắt đầu người ta lên núi rồi đó. Bây giờ bà con lên núi ở cũng hơi đông rồi đó. Này là cây trăm nữa. Cây trăm thì bắt đầu đâm đọt non, có cây thì nó ra bông. Thế nó đâm đọt non là nó bắt đầu nó ra bông. Ở 3 tháng nữa là có trăm rồi. Ở dưới chân này có, ở dưới chân này nè, ở đâu dưới chỗ này nè, có cái vách đá, người ta kêu bằng cái vách đá đầu voi. Cái cây đây là toàn là cây trăm không? Sắp tới là tới mùa trăm rồi. Này cây trăm rồi. Cũng mình nó đi ra ngay chỗ con đường này nãy nè. Đi tới đây mà mình có máy trục trặc cái không mất cái khung hình thôi. Ở đây mà sẽ bỏ đi ra chỗ này là rất là hay. Có bố cục nó đẹp. Mà nãy cái máy nó trục trặc mình bỏ lỡ mình không có quay được. Không có quay được có bố cục chỗ này có con đường đó. Nó cong cong về một xe bò nó đi ra, cái đó đẹp quá. Mấy cây trăm có dáng đẹp đẹp quá. Dân ở miệt ngoài nó vô nó mua, nó đào nó chở đi. Này cũng trăm. Nó mua toàn là trăm cổ thụ. Có dáng càng đẹp thì bán được càng mắc. Một cây vậy nếu mà rẻ thì cũng được. Những mưa đó mà không biết ổng mưa nổi không. Này nó thuận ánh sáng. Ánh sáng chiều. Thank you.
năm 7 triệu, có cây mười mấy triệu, tùy theo cái nó già, nó lâu năm hay là với nó phải có dáng đẹp đó, thì cái đó là bán được giá. Làm rẫy gì ở đâu tuốt trong rừng á. Cái đường này nó ủi vậy nè, chắc là chuẩn bị đổ bê tông á. Sắp tới là phải đổ bê tông á, nó ủi bự ra rồi cho với ủi bằng lại nè. Tại vì còn đoạn có khoảng 500 mét đó là cái đường này là còn đường đất. Ở khúc ở trước thì người ta đổ bê tông hết rồi. Giờ vô mùa khô là cái người ta chuẩn bị ta đổ tiếp. Cái núi đầu voi bên đó kìa, cái thấy cù đá bự vậy chứ lâu lâu cái nó nứt, nó nứt nó rớt nguyên mấy cái tảng ra, mấy tảng đá ngoài á, thấy vết sẹo tùm lum la, đó là mấy cục đá. Cái cục đá trên đó nó nứt rồi nó rơi xuống. Ở sát chân núi là đá cục mà nó rơi xuống rồi nó bể nhiều lắm. Để quay sát lại cho coi nè, thấy vết sẹo tùm lum la. Là mấy cái đó là mấy cái này là đá nó gãy. Thấy không? Nói cái này là đá nó gãy nó rơi xuống. Rồi xuống dưới chừng. Thấy cái nguyên cục đá tảng gì chứ thỉnh thoảng cái nó gãy nó rơi xuống. Bữa hổm mà tôi có từng vô đây nghe nó gãy cái cục đá này nó gãy nó rơi xuống nó văng bụi ra khói ra. Mà máy mình quay không có kịp. Tại cái này nó rơi xuống mà nó đâu có báo cho mình biết trước đâu à. Đó. Thấy đầu voi mà sẹo không không? Trời nóng lạnh đó, nó làm cho cục đá nó nứt. Đó. 5 giờ mấy rồi. Bò bà con ta nuôi á, ta nuôi cỡ một cặp hoặc là hai con mẹ với một con. Cái này là nuôi hộ cá thể á. Từ từ rồi nó tới lúc nào đó nó rơi xuống mà. Tiếng bùa tọt kêu ôm sùm luôn. Con nhóc nhang đó. Nhóc nhang là loại nhái trên ruộng đó. Cái này là cái quách đá đầu voi nè. Chỗ này đi bộ lên được, đi lên tuốt trên luôn. Trời chiều rồi, 5 giờ. Giờ hồ là tuốt đó là cửa khoảng 500 mét, chưa đổ bê tông. Bữa nay thấy có xe nó ủi, nó ban cho bằng lại, chắc là chuẩn bị đổ bê tông vậy nè.
ở dưới quê mà mấy đứa nhỏ nó được nghỉ là nó phải đi chăn bò. Còn cũng có nhiều người ta nuôi để mua bán, người ta nuôi nguyên bảy mười mấy hai chục con cũng có, nhưng mà cái đó ít lắm. Mấy người này thường là nuôi hai con ba con, nuôi lớn chút rồi bán bò thịt, ta bán được mười mấy triệu, anh ta đi mua con năm sáu triệu lại ta nuôi tiếp.